À, xin chào quý vị, đó là chương trình Trực Chuyện TV. Thì những cái thông tin liên quan đến cái chuyến viếng thăm đầu tiên của nữ tổng thống Hoa Kỳ đó, bà Kamala Harris sẽ sang thăm Việt Nam trong cái tháng 8 này. Thì chúng ta thấy rằng cái nguồn tin đó bắt nguồn từ ngày 30 tháng 7 năm 2021, khi mà Nhà Trắng, tức là Tòa Bạch Ốc ở tại thủ đô Washington, đã đưa ra một cái thông tin xác nhận với báo giới rằng là sẽ có một cái chuyến viếng thăm của bà nữ tổng thống sẽ đến Singapore và Việt Nam. Thì người ta dự kiến cái thời gian có thể là sẽ đến Singapore vào ngày 22 tháng 8 và rời khỏi Singapore vào ngày 24 để đến Việt Nam. Và sau đó thì sẽ rời khỏi Việt Nam vào ngày 26 tháng 8 và trở về Hoa Kỳ. Thì đó là cái chuyến viếng thăm có thể nói là hai nước thôi. Và hai nước này đó thì cái vai trò, cái vị trí và cái nằm trong cái quan hệ Việt Mỹ như thế nào mà bà Kamala Harris phải dành cho một cái chuyến viếng thăm. Đây là cái chuyến viếng thăm nước ngoài lần thứ nhì của bà Kamala Harris. Trước đó thì bà ta có một cái chuyến công du nước ngoài là đi sang nước Guatemala cũng như là cái nước Mexico để mà giải quyết những cái vấn đề khủng hoảng về cái việc mà di dân biên giới. Nhưng mà cái chuyến đi đó thì bà Kamala Harris có thể nói là không có được điểm nhiều trong cái báo giới cũng như là dư luận quần chúng của Hoa Kỳ, bởi vì những cái cách hành xử hoặc là có một số những cái hoạt động đó không có thuyết phục những cái người dân Hoa Kỳ. Thì chúng ta bỏ qua cái chuyện đó đi, rồi có chuyện mà tới đây cái chuyến viếng thăm của bà Kamala Harris có đến Việt Nam hay không. Thì những ngày vừa qua cũng có rất là nhiều cái sự đồn thổi, có nhiều cái tin đồn và nhiều cái nguồn tin nó không có chính thống trôi nổi. Người ta có đưa ra những cái nhận định rằng bà Kamala Harris rất có thể sẽ hoãn cái chuyến đi này vào giờ chót, bởi vì rất là nhiều các lý do khác nhau. Tuy nhiên thì cái nguồn tin đó chưa được một cái cơ quan chính thống nào, chưa được Nhà Trắng xác nhận. Và để mà xác nhận những cái thông tin này thì như thế nào, thì chúng ta thấy là từ ở phía bên Việt Nam, các cái báo giới Hoa Kỳ và ngay cả các cái báo giới trong Việt Nam, cơ quan ngoại giao của Việt Nam thì cũng đã đưa tin về cái vấn đề này. Thì cụ thể là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao của Việt Nam là bà Lê Thị Thu Hằng vào ngày trong cái cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao vào chiều ngày 5 tháng 8 vừa qua. Thì khi mà có báo giới đó hỏi về cái chuyến công du Việt Nam của Phó Tổng thống Kamala Harris, thì bà Lê Thị Thu Hằng cũng có nói rằng đó, làm trả lời cho biết rằng ở phía Việt Nam là hoan nghênh lãnh đạo các nước, trong đó có lãnh đạo Mỹ đến thăm Việt Nam. Thì cái người phát ngôn của Việt Nam đó đã nhấn mạnh những cái điều này, tức nghĩa là trả lời một cách chung chung thôi, tức là hoan nghênh tất cả lãnh đạo của các nước, tức là nước nào cũng hoan nghênh hết, nước Trung Quốc cũng hoan nghênh, nước Lào cũng hoan nghênh, nước Campuchia, nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp, nước nào cũng hoan nghênh, và trong đó có lãnh đạo của Mỹ sẽ đến thăm Việt Nam. Thì người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam thì có nói rằng là theo hiện giờ đó thì các cơ quan chức năng của Việt Nam hay là các cơ quan chức năng của hai nước đang phối hợp để mà chuẩn bị thu xếp cái chuyến viếng thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris. Và trên tinh thần là quan hệ hợp tác toàn diện Việt Mỹ tiếp tục phát triển một cách tốt đẹp, thực chất trên tất cả các lĩnh vực và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên toàn thế giới. Thì chúng ta thấy rằng đây là cái điều, cái thông tin này đưa ra cho thấy rằng đã có một cái sự chuẩn bị, một cái sự phối hợp giữa hai nước, tức là mỗi lần mà tổng thống đi hay là phó tổng thống cũng y hệt tổng thống, không khác gì hết, cũng vẫn có chuyên cơ, vẫn có những cái lực lượng bảo vệ yếu nhân. Rồi như là trước đây chúng ta thấy rằng Obama qua Việt Nam hay là ông Trump qua Việt Nam có những cái chuyên cơ mà C-130 họ đến, họ chở những cái xe mà chuyên dụng đó, rồi ngay cả cái lực lượng bảo vệ tại khách sạn như thế nào, đi đứng ra mà đường ra làm sao, rồi cái lực lượng mà đặc biệt nó đi theo, nó làm đúng cái chuyện hết, nó làm rần rần đó. Mỹ đi tới đâu là làm ồn ào tới đó, làm náo loạn ở đó, và bà Kamala Harris đó cũng sẽ là như vậy. Nhưng mà đối với Việt Nam thì cũng quá quen thuộc với cách làm như thế này rồi, những cái lực lượng an ninh của Việt Nam cũng đã hợp tác với phía bên Hoa Kỳ cũng đã nhiều năm rồi, bởi vì chuyến viếng thăm của các cái tổng thống từ thời ông Bush, rồi trước đó nữa là ông Clinton, rồi sau này ông Obama, rồi hiện tới trước đó nữa là ông Ngâm, tức là cách đây gần không lâu đó là ông Trump, tức là toàn là những cái tổng thống thôi, chỉ có lần này là cái vai trò của một bà nữ tổng thống. Thì cũng giống như vậy thôi,
Thì đối với những cái nước mà quan hệ với Hoa Kỳ đó thì lúc đầu người ta cũng rất là sần sượng, nói chung là người ta sẽ rất là khó chịu, bởi vì cái cung cách quản lý cái vấn đề mà hợp tác về cái vấn đề an ninh đó, có khi họ đòi hỏi, họ đặt ra những cái vượt quyền hay là những cái điều kiện khắt khe, có khi nó làm cho những cái nước này, những khu vực khác đó, người ta cảm thấy rằng họ họ bị tổn thương đi. Nhưng mà đối với Việt Nam thì có lẽ là đã thông hiểu được cái cách hành xử rồi, cái nguyên tắc chung, cho nên là trong cái chuyến đi của ông Obama chẳng hạn, và ngay cả ông Trump, người ta thấy rằng những cái tổng thống rất là tự tin khi mà đi trên những cái đường phố của Việt Nam, thậm chí là còn vào các quán ăn nữa. Thì lần này thì bà Kamala Harris, thì theo lời phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Thu Hằng, thì nói rằng đã có một cái sự phối hợp để mà chuẩn bị thu xếp cho cái chuyến đi này. Thì đây là một cái kiểu mà chúng ta nói vắn tắt thôi, thì có rất là nhiều các cái chương trình nghị sự sẽ được đặt ra trong cái chuyến viếng thăm đó, và trên cái tinh thần gọi là hợp tác mọi mặt coi như là toàn diện và tiếp tục phát triển trên các lĩnh vực. Và chúng ta thấy rằng á, cái mục đích của chuyến viếng thăm thì đây là một cái dấu hỏi, một cái điều mà đã được thiêu dệt rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua, nhất là những người mà họ ủng hộ cho đảng Dân Chủ, họ tôn sùng ông Joe Biden và bà Kamala Harris đó, thì họ nói rằng cái chuyến viếng thăm này là cực kỳ quan trọng. Cái chuyến viếng thăm này là thể hiện một cái sự gắn kết giữa Hoa Kỳ với Việt Nam, và coi Việt Nam là một cái đối trọng quan trọng bậc nhất trong khu vực Đông Nam Á, để mà đối chọi là Trung Quốc, hoặc là kéo Việt Nam về phía bên Hoa Kỳ để mà trở thành một cái đồng minh, một cái đối tác trong cái thế lực gọi là cạnh tranh với Trung Quốc, và để kéo Việt Nam thoát Trung, và để cho Việt Nam là một cái đất nước đã có tiếng nói mạnh mẽ phản đối Trung Quốc về những cái bát nạt trên Biển Đông, cho nên là Việt Nam sẽ có những cái sự mà đấu tranh chống Trung Quốc nó cực kỳ hơn. Tất cả những cái điều đó nói chung là họ nhắm vào cái điều là cái chương trình của bà Kamala Harris qua Việt Nam, thì rất có thể làm cho Việt Nam mạnh hơn, kể cả về quân sự, kể cả về về kinh tế nữa, rồi ngay cả các cái quan hệ ưu đãi khác, và để nâng tầm cái Việt Nam lên, để đủ sức cho Việt Nam để mà đối chọi với Trung Quốc. Họ đưa là lúc nào họ cũng nhắm vào Trung Quốc, họ nhắm vào giống như là Đảng Dân Chủ là cái đảng nó đang chống lại cái đất nước Trung Quốc, hay là chống lại cái sự trỗi dậy của Trung Quốc, cái sự lấn át của Trung Quốc. Thì thực tế nó có phải những cái điều đó hay không, giống như người ta đã chờ đợi hay là người ta đã thiêu dệt, thì những cái điều này chúng ta thấy rằng cái quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ đó, ví dụ như ngay cả bà phát ngôn Bộ Ngoại giao của Việt Nam là bà Lê Thu Hằng cũng có nói rằng Việt Nam luôn coi trọng cái việc củng cố và tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Mỹ, tức là nói rất là rõ, và là hai cái đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, vì cái lợi ích của người dân, vì hòa bình và phát triển của khu vực cũng như trên toàn thế giới. Tức nghĩa là khi mà đặt cái vấn đề về cái quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ hay là Việt Nam với Trung Quốc, thì người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rất là rõ là coi trọng cái việc củng cố tăng cường với hai cái nước này luôn, chứ không có bỏ nước nào hết, và là hai cái đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Ai cũng hiểu đây là hai đối tác quan trọng rồi. Đối với quan hệ với Trung Quốc á, hồi năm rồi thì Việt Nam coi như là cái tỷ lệ xuất nhập khẩu cũng lên tới 100 mấy chục tỷ Mỹ kim, hình như 120 mấy tỷ, còn đối với Hoa Kỳ cũng 90 mấy tỷ. Chúng thấy rõ ràng đây là hai cái thị trường cực kỳ lớn của Việt Nam, trong khi mà nguyên một năm rồi thì Việt Nam tổng kim ngạch xuất nhập khẩu chỉ khoảng chừng coi như là 540 tỷ thôi, thì trong đó hai cái nước này nó đã chiếm coi như phân nửa rồi. Thì điều đó cho thấy rằng đây là những cái thị trường rất là quan trọng, và hai cái đối tác bậc nhất của Việt Nam, bởi vì trong tất cả các lĩnh vực luôn, hợp tác về về kinh tế, về vấn đề những cái mà những cái công việc chung đó ở trong khu vực và ngay cả trên thế giới, thì Việt Nam cũng có tiếng nói chung, ngay cả Trung Quốc cũng vậy thôi. Chúng ta thấy rằng giữa Việt Nam với Trung Quốc, giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, là đây là hai cái điều mà nhiều người thì họ chống cộng đó, hay là họ đấu tranh dân chủ nhân quyền gì thì họ hay nói rằng Việt Nam đu dây. Nhưng mà rõ ràng nếu mà không có quan hệ với tất cả các nước á, mà chỉ có một cái thị trường của Hoa Kỳ không thì cũng không có đủ. Thị trường của Hoa Kỳ bây giờ á, thì trong năm vừa rồi thì cũng khoảng hơn 90 tỷ, mà trong đó thì cái kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam được cho rằng nó có sự chênh lệch quá lớn, và cái thâm thủng mậu dịch đó nó lên tới mà trên 20 tỷ thôi, rồi Hoa Kỳ nó đã xem xét rồi, thậm chí nó để ý và nó cứ xử phạt hoài. Và những cái điều này đó, nếu mà
chỉ có một cái thị trường của Hoa Kỳ không không bao giờ ổn định hết. Và người ta thấy rằng thị trường của Trung Quốc là một trong những thị trường rất là lớn, lớn nhất của thế giới bây giờ luôn nữa. Không phải là lớn nhất thế giới nhưng mà nó sẽ trở nên là một cái nguồn thu hút của thế giới. Và ngay cả Hoa Kỳ cũng phải làm ăn với Trung Quốc. Hoa Kỳ là một cái đối tác rất là lớn với Trung Quốc. Còn cái Việt Nam chúng ta thấy rằng nhỏ như vậy nhưng mà Trung Quốc là một cái đối tác lớn nhất của Việt Nam. Nhưng mà đối ngược lại với Trung Quốc thì thị trường của Việt Nam mà cũng là một cái thị trường mà Trung Quốc họ rất là chú ý, bởi vì Việt Nam đóng cái vai trò là vị trí thứ sáu trong các nước xuất nhập khẩu vào Hoa, coi như là với Trung Quốc. Cho nên là Trung Quốc họ không thể nào họ bỏ Việt Nam, và họ cũng sống tương sinh với cái Việt Nam bởi vì cái thị trường của Việt Nam nữa. Một năm mà xuất khẩu đến 100 mấy chục tỷ đâu phải là con số ít. Một thị trường rất là lớn, thị trường đối với Hoa Kỳ cũng 500 mấy tỷ, còn thị trường của Việt Nam 100 mấy tỷ thì chúng ta thấy nó còn có khả năng gia tăng nữa. Và chính vì cái điều này cho thấy rằng cái sự gắn kết giữa Việt Nam với Trung Quốc, Việt Nam với Hoa Kỳ đó là một cái điều tồn tại song song, không thể nào có cái chương trình mà gọi là nhảy vào anh này rồi để mà đánh phá anh kia, không có. Nhưng mà những người mà họ đấu tranh họ cũng lúc nào cũng mong muốn rằng hãy bài Trung đi, hãy thoát Trung đi, hãy gắn liền với Mỹ đi, bởi vì họ nghĩ rằng gắn liền với Mỹ sẽ có đa đảng, sẽ có nhân quyền theo cái kiểu ý muốn của họ, và họ nghĩ rằng có theo Mỹ đó thì nó mới đập đổ được cộng sản, nó mới là như thế này như thế kia, thì theo cái kiểu họ muốn lòn vào những cái điều kiện để đấu tranh. Nhưng mà thực tế là chúng ta thấy sao, ngay cả cái đảng Dân Chủ của Hoa Kỳ, ngay cả cái đảng của bà Kamala Harris, ngay cả ông Joe Biden, thì ông Joe Biden là một cái đảng Dân Chủ, trước đó thì đã bị chính quyền Tổng thống Donald Trump hay là những người ủng hộ ông Trump thì nói tố cáo rằng đây là một cái đảng cùi, dân chủ cùi, bởi vì hiện giờ chúng ta thấy là chính quyền ông Joe Biden nó làm y hệt như những cái chính sách của ông Obama trước kia, thậm chí là bây giờ đó 16, 17 bộ vậy có hết 12 bộ đó, là coi như là toàn là những người cũ không, những người trong thời ông Obama được lôi về để mà lắp vào hết các cái chỗ trống đó. Và người ta thấy các cái chính sách của ông Trump nó đã bị đảo ngược một cách 100% để mà quay về các cái chính sách cũ giống như ông Obama. Ngay cả trong khu vực Biển Đông vậy, khu vực Biển Đông quan hệ với Trung Quốc cũng vậy. Trong cái thời ông Obama thì ông Obama đã quan hệ với Trung Quốc như thế nào, người ta thấy rằng một cái đất nước Trung Quốc trong 8 năm của thời Obama, từ một đất nước có 4.000 mấy trăm tỷ thôi, cái GDP đã lên tới 10 mấy ngàn tỷ, và chỉ có thời ông Trump mới đưa ra rất là nhiều các hình thức xử phạt, phạt thuế rất là nặng và tấn công một cách rất là dữ dằn. Và tất cả các cái diễn đàn nào đó thì chúng ta thấy rằng ngay cả Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của thời ông Trump, ngay cả ông Phó Tổng thống, ngay cả ông Trump, ngay cả ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ngay cả ông Tư lệnh của Hải quân, ngay Tư lệnh Thái Bình Dương, đủ thứ chuyện hết. Ông nào trong diễn đàn nào cũng lên tiếng chỉ trích thẳng Trung Quốc. Cái điều mà ông Obama, thời ông Obama chưa bao giờ chúng ta thấy. Chỉ nói một cái vấn đề chung chung, thường là đưa ra là quan ngại hoặc là tố cáo những hành vi bắt nạt, rồi nói là chung nói chỉ để cho vui, nói theo cái kiểu là lên tiếng thôi, nói thì cứ nói, tao nói thì tao cứ nói, mày làm thì mày cứ làm đi không sao, có gì tao làm ngơ, theo cái kiểu nó không có thật, nó không có một cái sức mạnh gì để mà Trung Quốc họ họ xài cả. Và hồi trước đây thì trong cái thời ông Trump đó thì nhiều người cũng tố cáo rằng chính quyền của cái đảng Dân Chủ là làm ăn với Trung Quốc, bởi vì ngay chính ông con của ông Joe Biden cũng có cái làm ăn. Rồi nhiều người trong cái đảng Dân Chủ và người ta thấy rằng ngay cả một nguyên một cái hệ thống, một cái đám mà tài phiệt đó, nó ủng hộ đảng Dân Chủ, nó cũng làm ăn với Trung Quốc nhiều. Và bây giờ nói rằng đi qua Việt Nam để củng cố, để mà tạo ra một cái động lực, bởi vì Việt Nam trong cái thời Covid vừa qua đó, theo cái chuỗi mà cung ứng được di chuyển ra khỏi Trung Quốc thì cũng có đến Việt Nam thì đúng. Nhưng mà nói rằng ở Việt Nam là một cái nơi để mà thay thế Trung Quốc thì không bao giờ có. Bởi vì chúng ta thấy là cái quan điểm của Hoa Kỳ, nhất là dưới cái thời Obama và ngay trong thời điểm này cũng vậy. Hiện giờ chúng ta nhìn vào đất nước Trung Quốc đi, bao nhiêu đồng tiền của các cái xì thẩu của Hoa Kỳ, tức là giới tài phiệt của Hoa Kỳ đã bỏ vốn đầu tư trực tiếp vào Trung Quốc bao nhiêu tiền? Hàng ngàn tỷ Mỹ kim. Trong khi đó thì họ trực tiếp đầu tư vào Việt Nam bao nhiêu? Họ chỉ là một cái con số rất là nhỏ, và thậm chí là còn có lúc đó nước Mỹ còn không có đứng trong 10 cái hạng đầu là những cái nước mà gọi là đầu tư trực tiếp vào Việt Nam nữa. Đây là cái điều không có tương xứng. Mặc dù là chỉ cần có mấy chục tỷ thôi thì nước Mỹ vẫn có thể là đứng cái vị trí rất là lớn ở trong cái Việt Nam rồi, nhưng mà nước Mỹ đã coi cái vị trí cái thương trường của Việt Nam, họ không không phải là họ không tin tưởng với chính quyền Việt Nam hay là một cái chế độ chính trị của Việt Nam,
Nhưng mà vì cái thị trường Trung Quốc quá lớn và vì người ta lệ thuộc Trung Quốc quá nhiều và vì nó quá tin tưởng ở nước Trung Quốc, nó chống là chống cái miệng thôi, không có cái việc mà Mỹ chống Trung Quốc đâu. Thì cái đám dân chủ thì hôm đó đến nay cứ nói rằng dưới thời của ông Joe Biden nha, bà Kamala Harris sẽ là lên án Hoa Kỳ. Thì bây giờ cái chuyến viếng thăm của bà Kamala Harris qua Việt Nam để làm cái gì? Có thể nói là nhiều cái dự đoán được đưa ra, người ta nói rằng bà Kamala Harris sẽ làm bác cái yêu cầu Biển Đông của Trung Quốc trong cái chuyến viếng thăm của Việt Nam. Và ngay cả trước đó thì ngày 24 có lẽ là thì trước khi mà đến Việt Nam đó thì sẽ đến Singapore, có khi là phát biểu ở bên Singapore về những cái vấn đề của Biển Đông chẳng hạn. Và trong đó nó thì tập trung vấn đề bảo vệ pháp luật trong Biển Đông và nhấn mạnh cái vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong cái việc mà mở rộng cái vấn đề mà hợp tác an ninh trong cái khu vực này, cũng như là cái chiến lược của Hoa Kỳ là nối tiếp với cái chiến lược của ông thời ông Trump hoặc là cái chiến lược trước đó của ông Obama về cái vấn đề mà xây trục sang sang châu Á đó, rồi của ông Trump là triển khai đổi mới hơn là vấn đề mà phát triển khu vực thịnh vượng và an toàn và ở Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Thì bây giờ cái chính quyền của ông Trump và ông Joe Biden vẫn vẫn phải theo cái điều đó, bởi vì đây là khu vực năng động nhất, đây là khu vực mà nó phát triển nhanh nhất và đây là cái khu vực cái nguồn cung cấp hàng hóa cho Hoa Kỳ về cái ổn định cái sự và cung ứng cho Hoa Kỳ trong một thời gian hiện nay cũng như là trong tương lai. Và người ta thấy rằng những cái nếu mà bà Kamala Harris lo những vấn đề đó thì đó là những vấn đề rất là chung chung, thì cái việc mà bảo vệ pháp luật quốc tế ở Biển Đông đó là cái điều hồi đó đó giờ Hoa Kỳ vẫn được nói như vậy thì ảnh hưởng về Trung Quốc và nói là tôn trọng về cái luật tự do hàng hải, phải để về cái tự do hàng hải, không có được mà tuyên bố ngăn chặn cái đường tự do đó hoặc là yêu cầu các bên phải tự kiềm chế, các bên phải tuân thủ cái UNCLOS năm 1982, tránh đối đầu tránh này đến kia, nhưng mà đụng chuyện mà có xâm phạm hay đụng chuyện có xảy ra những cái xung đột thì Mỹ đứng ở bên nào? Chúng ta thấy rằng Mỹ không bao giờ muốn nhảy vào để mà đứng bên nào cả. Ngay cả như cái đồng minh của Hoa Kỳ ở trong cái khu vực này là Philippines đã xảy ra những cái sự việc hồi trong khi mà mất cái đảo Caparo, họ đâu bao giờ họ nhảy vào, họ né luôn lập tức. Và trước đó nữa Việt Nam Cộng Hòa cũng bị mất cái Hoàng Sa, họ cũng không nhảy vào. Nói chung là họ chỉ muốn là tàu bè của Mỹ được đi trên đây thôi và họ vận chuyển nó một cách thoải mái, miễn là không có bên nào làm rối mình thì thôi được rồi. Còn những cái hòn đảo ở bên Trường Sa, Hoàng Sa hay là bất cứ chỗ nào mà ai muốn nới rộng hay ai muốn bồi đắp hay muốn xây cái gì lên đó, lâu lâu thì Mỹ la lối lên một chút rồi lên quan ngại như thế này, là tố cáo là nước này làm bồi đắp nước kia xây dựng này, cái nó nói vậy cho vua xong đó là bỏ quên. Rồi lâu lâu thì cũng lên dây cót những cái đồng minh trong khu vực bằng cái cách là cho những cái tàu bè đó, ví dụ như hạm đội rồi đến đi vòng vòng rồi chạy vào nói là để thực thi quyền pháp luật trên biển là đi này kia thế nọ, đi những cái điều đó có làm gì Trung Quốc đâu, Trung Quốc có đâu có sợ đó. Thậm chí có nhiều lúc nó còn chạy theo, nó chạy theo nó làm rối vào cái đội hình của Hoa Kỳ, nó cắt mặt của Hoa Kỳ luôn. Và có lúc là nó còn máy bay nó bay ngang mũi của cái máy bay của Hoa Kỳ, trong cái thời ông Bush đã có một lần rồi, nó bay ngang mũi của máy bay của không quân Hoa Kỳ, thậm chí là phải rớt đáp xuống ở phía bên đảo Hải Nam. Rồi ngay cả trong thời Obama cũng vậy, nó bay sát với những cái chiếc máy bay của Hoa Kỳ, lúc đó Hoa Kỳ dám làm gì? Không có, cũng không có dám đụng độ, không có dám nói gì cả. Nói chung rằng họ mặt một mặt đó thì họ lên án Trung Quốc, một mặt họ nói vài vấn đề kia, nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở chỗ là lên tiếng thôi. Chứ còn thực chất là cái gì? Thực chất là hợp tác, thực chất là làm ăn. Điều này cho thấy rằng trong những năm vừa qua liên tục phát triển về vấn đề làm ăn và ngày càng cái đất nước của Hoa Kỳ đó lệ thuộc sâu hơn vào đất nước Trung Quốc. Cho nên nói rằng cái chuyến viếng thăm của bà Kamala Harris, nói bà Harris á, thì bà này chỉ là phó tổng thống thôi. Và theo như cái cơ chế chính trị của Hoa Kỳ thì phó tổng thống là cái gì? Phó tổng thống không phải là một người có quyền lực. Phó tổng thống thực tế đó là một người giúp việc cho tổng thống. Ở Hoa Kỳ người ta có một cái câu nói đùa rằng là ông phó tổng thống hay là bà phó tổng thống đó, thì thường công việc hàng ngày là cái gì? Chỉ xách cái cặp đến cái văn phòng, rồi đi ngang cái văn phòng tổng thống và coi thử cái tổng thống ngày hôm đó còn khỏe hay không, và nếu mà tổng thống có vấn đề gì đó thì mình sẽ được lên làm tổng thống.
chỉ chờ đợi như vậy thôi, chứ còn tất cả những cái công việc đó hồi đó thì chúng ta đã thấy rồi, từ thời ông Bush, từ thời trước đó nữa là ông Reagan, hay là ngay cả ông Bill Clinton, và thời ông Trump cũng vậy, phó tổng thống rất là mờ nhạt, không có xuất hiện gì cả, toàn là chúng ta nghe ông Trump không, chúng ta nói Obama không, chúng ta không nghe nói. Ngay cả như ông Biden đó, hồi thời mà ông Obama thì ông Biden làm cái gì, không có cái chuyện mà một phó nguyên thủ ở nước Mỹ, và không có chuyện là một phó tổng thống mà lại thay thế tổng thống để mà đi công du tất cả các nước để mà giải quyết các vấn đề khác. Bởi vì người ta hiểu được rằng đó, cái người đó chỉ là cái người phụ tá, cái người giúp việc thôi, cái người đó không có phải là cái thực quyền. Và cái điều mà đưa bà Kamala Harris đưa đến các cái nước đi ngoại giao thay cho ông Biden đó, thì đây là cái gì? Đây là cái điều mà hồi trước đây trong cái cuộc bầu cử người ta đã chỉ trích rất là nhiều rồi. Người ta nói rằng đảng Dân Chủ đó nó nắm cái thông tin, nó nắm được cái hệ thống báo chí ở Hoa Kỳ, nắm được cái đám tài phiệt, và nó có thể cơ cấu, nó có thể đưa bất cứ người nào lên cũng được, người da đen lên làm tổng thống cũng được, nó đưa người người lao động lên làm tổng thống cũng được, nó đưa người con đàn bà lên làm tổng thống cũng được, nó đưa sắc dân nào lên làm tổng thống cũng được, nó có thể là cơ cấu, nó có thể lái bất cứ người già trẻ em nào đi vào trong cái vị trí này vị trí kia cũng được, bởi vì nó có một thế lực mà ông Trump dùng cái từ là cái gì, là cái đầm lầy ở Washington. Thì cái điều này mới đầu nghe thì ai cũng choáng váng, nhưng mà điều đó càng về sau đó, khi mà hiểu về cái chính trường của Hoa Kỳ đó, khi mà ở đây thì người ta chống cộng, người ta nói rằng cái việc mà ở bên cộng sản đó, như là Trung Quốc, Việt Nam các thứ, nhiều khi người ta cơ cấu, người ta định hướng cái gì cũng là đảng cử dân bầu các thứ này kia cái nọ, nhưng mà thật ra ở Mỹ đối với cái đảng Dân Chủ nó cũng làm cái hình vậy, thậm chí nó làm còn tệ hơn rất là nhiều lần, bởi vì nó muốn lái theo, và nó có cái truyền thông bơm thổi, nó có tiền bạc, nó bơm ra, nó làm đủ thứ chuyện hết, và nó làm mà lừa Mỹ quần chúng để đi theo cái hướng giống như vậy. Người ta đã tố cáo rất là nhiều là ông Joe Biden là một cái người không có đủ sức khỏe, ăn nói thì quên trước quên sau, rồi thậm chí là đi đứng không có vững chãi, người ta đã thấy rồi, bước lên bước xuống té tới té lui, và bây giờ thì càng lúc càng lộ rõ hơn là không thể đi xa được, đi là máy bay mà đi mà chuyến mấy ngày như vậy là lung tung sàn ngầu, nó lộ tẩy hết, cho nên là bây giờ phải để cho bà Kamala Harris, và ngay cả là đưa một cái người nữ mà vào cái vai trò mà phó tổng thống đó, thì trước đây người ta cũng nói bà này cũng không có uy tín lớn trong cái đảng Dân Chủ, thậm chí rằng ngay cả bà ta vào cái vị trí là thượng nghị sĩ của cái tiểu bang California đó, trước đó cũng là cả một vấn đề, khi mà trong đảng họ không cơ cấu cho cái người khác, thí dụ như ngay tại bang California thời điểm đó là bà Sanchez là một cái người nằm trong có uy tín rất là lớn ở trong hạ viện của Hoa Kỳ, nhiều năm trong hạ viện và giữ cái vai trò là chủ tịch của một cái ủy ban nữa, ủy ban cũng khá là lâu đời. Nhưng mà khi mà ra ứng cử đó thì phía bên đảng Dân Chủ, mà cụ thể là ông Tổng thống Obama khi đó đã nói rằng không ủng hộ bà Sanchez mà quay sang nói rằng ủng hộ bà Harris để mà vào cái vị trí là ứng cử cho cái chức vụ là thượng nghị sĩ khuyết của California. Và trong khi mà đảng họ cơ cấu như vậy, họ định hướng như vậy, thì dĩ nhiên ngầm tất cả những cái đảng viên, tất cả những cái lực lượng mà gọi là mà những người ủng hộ đó, những cái giới tài phiệt, nó sẽ đổ tiền vào, nó ủng hộ cho bà Harris đó. Và chính vì cái điều đó bà Harris đã đậu, đã thắng bà Sanchez, và Sanchez thì thua cái trận đó thì cũng rất là đau lòng, nhưng mà cũng phải hiểu được rằng đảng nó không có cơ cấu mình, đảng nó không có, chứ là từ bây giờ mà nói rằng ở tại Mỹ là người nào giỏi thì đậu đó không sao đâu, mình có tài mình ra thì nó sẽ đậu thôi, dân họ bầu mà đâu có gì, dân bầu thiệt, nhưng mà cái đám truyền thông, cái đám mà tài phiệt, cái đám đảng phái nó vẫn cái định hướng người ta được, nó vẫn làm bằng cái gì, bằng tiền, bằng cái sức mạnh, bằng tất cả những cái uy tín của thằng trước nó đưa, nó bảo vệ cho cái thằng sau, và nó dìu dắt nhau, và nó cứ như thế mà nó làm thôi. Tức là cái tính lừa mị quần chúng á, cái mị dân của nó cao lắm, nó cao độ lắm, mà nhiều khi những người khác không thể nhìn thấy được. Và thì bây giờ tôi đã nói rằng là bà Kamala Harris chỉ đi vào cái ghế thượng nghị sĩ chỉ mất 2 năm thôi, nhưng mà tại sao đâu có đủ uy tín bằng những cái thượng nghị sĩ khác, đảng Dân Chủ thiếu như những cái thượng nghị sĩ khác ở trong thượng viện mấy chục năm rồi, có người thì thống đốc bang, có người đủ cái chuyện, tại sao không chọn những người đó ra vị trí của phó tổng thống, bà Harris đâu có uy tín gì đâu, nhưng mà đảng Dân Chủ vẫn chọn bà Harris, bởi vì sao, họ muốn nói rằng đó là họ có thể đưa bất cứ người nào lên cũng được,
cái người không uy tín họ vẫn có thể đủ sức để mà làm, và họ có thể đủ sức để mà lật đổ ông Trump. Người già, người mà nói quên trước quên sau, thậm chí là lẫn đi nữa, người ta vẫn có thể đậu được. Đây là một cái điều mà nó thể hiện một cái quyền lực, một cái sức mạnh của một cái đầm lầy rất là kinh khủng. Thì nói phải nói cho nó tới nó như vậy. Chúng ta thấy rằng chính vì những cái điều đó đó, người ta nói rằng đảng Dân Chủ họ muốn cơ cấu cho cái bà Harris sẽ trở thành một cái nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Bởi vì có những thông tin bên lề nói rằng ông tổng thống Joe Biden đó rất có thể là không làm hết nhiệm kỳ, và nhiều khi 2 năm nữa, 3 năm nữa gì đó thì sẽ có một cái đơn từ chức, hoặc là ngay cả Thượng viện, Hạ viện của Hoa Kỳ cũng làm một cái lần trút phế giống như là đã trút phế ông Tổng thống Trump. Họ trút phế ông Tổng thống Trump thì không thành công, nhưng mà họ có thể trút phế ông Joe Biden thành công. Căn cứ theo cái tu chính án số 25 của Hoa Kỳ, tức là họ xét về cái năng lực, cái trình độ, hay là ngay cả cái sức khỏe đó, về cái này sức khỏe đó, họ đưa ra nhận định thôi. Chỉ cần bên bảo vệ mà sức khỏe đó của ông Trump, của ông Joe Biden mà đưa ra những cái kết luận về cái giấy bác sĩ gì đó, rồi họ nhận định trên cơ sở này kia, có khi họ đưa ra trước phế nếu như không từ chức, và hoặc là họ sẽ lái cho để mà làm một cái đơn từ chức về thế đó, thì bà Harris đương nhiên là tổng thống. Và tổng thống như vậy thì cái nước Mỹ sẽ được cái gì? Cái đảng Dân Chủ thì chúng ta biết rồi, hồi xưa thì họ rất là màu mè, họ cứ làm như là họ lo cho quần chúng, lo cho bá tánh, lo cho cộng đồng dữ dằn lắm, lo cho người nghèo, lo cho đủ thứ. Nhưng mà thực tế thì sao? Họ mang tính chất họ Mỹ. Bây giờ họ muốn đưa ra một cái người là nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, một nữ tổng thống da màu đầu tiên của Hoa Kỳ, một nữ tổng thống gốc châu Á đầu tiên của Hoa Kỳ. Kinh khủng không? Nói nghe rất là đẹp, thấy tang trí rất là giỏi. Thí dụ như trước đây ông Obama, cái người cũng làm ở trong Thượng viện của Hoa Kỳ cũng mới có được mấy năm thôi, chưa hết một nhiệm kỳ, nhưng mà người ta vẫn có thể bơm lên một cái người trẻ tuổi, một cái người da đen nữa, thì họ bơm lên riết đẩy đẩy lên cái vị trí tổng thống. Cái điều đó tổng thống thì ta thấy rằng trong 8 năm của ông Obama đã để lại quá nhiều các hệ lụy. Cho thời ông Trump đã vạch ra cho chúng ta thấy rằng nó đã kéo nước Mỹ như thế nào rồi, lún vào trong cái nợ nần ra làm sao. Và cái điều mà người ta vẫn làm được, tức nghĩa rằng ở Hoa Kỳ đó họ có thể xây dựng, rồi ở đảng Dân Chủ thì họ đi rao giảng ở bên ngoài về các cái vấn đề giá trị dân chủ, nhân quyền, về thế nào là như thế này, thế nào như thế kia. Nhưng mà trong cái cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ đó, chúng ta thấy rằng nó lộ ra rất là nhiều các cái điểm yếu. Và đảng Dân Chủ họ có thể là quỳ xuống trước một cái trọc lôi, một cái người mà lẽ ra là một cái tội phạm, một cái người mà không có công ăn việc làm, và một cái người thường có tiền án tiền sự, và một cái người mà sử dụng tiền giả, và để cảnh sát phải can thiệp, phải lực lượng an ninh phải bỏ công sức để theo dõi và phải ngăn chặn về những hành vi sai trái của ông này. Nhưng mà cuối cùng thì đảng Dân Chủ người ta thấy những cái hình ảnh mà quỳ đó của cái bà chủ tịch Hạ viện của Hoa Kỳ, của rất là nhiều người, và tôn sùng cái ông chọc lôi là giống như là một cái biểu tượng về về dân chủ, nhân quyền, đủ cái chuyện. Chúng ta thấy nó rất là giả dối, và cái điều đó bây giờ còn muốn trạc tượng nữa, và đòi bồi thường rất là nhiều tiền. Ở những cái điều này nói ra thì nó rất là dài dòng, và thật ra người ta cảm thấy rằng nó không có mang một cái thực chất. Thì bây giờ trở lại cái việc mà bà Harris sẽ sang thăm Việt Nam á, thì nói rằng là trong cái lúc bây giờ thì Hoa Kỳ đang tìm kiếm những cái đối tác để mà thân thiện trong khu vực để đối đầu với Trung Quốc, nói chuyện không có. Cái chuyện đó thì đúng là bởi vì Hoa Kỳ trước đây đó cũng đã nhiều lần bị các cái đồng minh, nhất là những cái đồng minh trong khu vực này lên tiếng rằng nhiều khi bỏ rơi họ, hoặc là lên tiếng rằng nhiều khi không thực hiện đúng các cái cam kết, nhất là những nước như là Đài Loan, hoặc là hồi trước kia là Hồng Kông, rồi ngay cả ở bên Philippines, ngay cả Indonesia, ngay cả Malaysia, ngay cả Thái Lan, người ta cũng nhiều lúc không đặt vấn đề của Hoa Kỳ. Nhiều cái chương trình, những cái kỳ mà họp gọi là Asia mà mở rộng có Hoa Kỳ đó, thì nhiều lần tổng thống đâu có dự đâu. Thí dụ như ở bên hồi thời ông Obama là thường bỏ lắm, và chỉ cái đó ông Trump mới đặt nặng cái vấn đề của Biển Đông, đặt nặng cái vấn đề của ASEAN, và ông Trump là cái người đã đến khu vực này rất là nhiều lần. Ngay cả Việt Nam chưa có một tổng thống Mỹ nào mà trong cái nhiệm kỳ ngắn ngủi 2 năm thôi mà đến Việt Nam 2 lần, và 2 lần trong lúc nhiệm kỳ đó, ở giữa nhiệm kỳ luôn, chứ không phải là 2 lần mà trước lúc cuối nhiệm kỳ, giống như là ông Obama, hay là ngay cả ông Bush, ngay cả ông Clinton cũng đến vào cuối nhiệm kỳ.
Thì tất cả những cái điều đó chúng ta thấy rằng cái vai trò đó ở trong cái khu vực này thì dĩ nhiên nó quan trọng. Mà nói rằng về vấn đề hợp tác á, thì hợp tác trên rất là nhiều lĩnh vực, những lĩnh vực thì báo chí cũng đăng rất là nhiều rồi, chúng ta không muốn đi sâu lắm, nhưng mà cho thấy rằng để mà đối chọi với Trung Quốc là cái điều nó là không tưởng, cái điều mà mấy ông tự đặt ra thôi chứ nó không phải như vậy. Và mặc dù là trước đó đó thì ở Mỹ họ cũng thường hay nói những cái điều giống như là chúng tôi không có muốn thấy rằng là ở cái khu vực mà tự do hàng hải này có một cái sự thống trị nào, hay là có một cái sự nào lợi dụng các cái thế lực của nước mạnh để mà ép nước yếu, hoặc là làm phương hại đến an ninh khu vực này, cái đủ cái chuyện. Rồi Mỹ sẽ đến đây thì Mỹ sẽ đảm bảo những cái cam kết với các cái đồng minh hay là các cái đối tác trong khu vực này về một cái thịnh vượng chung, một cái sự phát triển chung, và cam kết rằng sẽ đồng hành với quý vị trong một thời gian dài này, cái ổn định đồ nó đúng chứ. Thì những cái câu nói nó cũng chung chung ai cũng đã biết, và bà Harris cũng dừng lại chỗ đó thôi. Và trong cái chuyến đi này đó thì có nhiều người họ cũng biết rằng đó làm cái quan hệ trong cái khu vực, ngay cả cái khối ASEAN thì nữa, mặc dù là họ cũng rất là quan ngại trong cái sự trỗi dậy của Trung Quốc và những cái sự bắt nạt của Trung Quốc trong thời gian vừa qua, tuy nhiên thì không có nước nào đó họ muốn đối đầu với Trung Quốc cả, và trong không có muốn nước nào trong khối ASEAN mà muốn rằng tạo ra một sự bất ổn cả. Ví dụ như trong cái chuyến đi lần này đó thì bà Kamala Harris cũng sẽ đi đến Singapore trước. Singapore này khỏi nói là nó là một cái con rồng của châu Á, một cái vùng đảo thôi nhưng mà nó rất là quan trọng, phát triển rất là thịnh vượng, nhất là cái lĩnh vực tài chính. Và lĩnh vực tài chính thì sau khi mà Hồng Kông đó đã bị khước từ rồi thì bây giờ là Singapore là đã tập trung phát triển, và Singapore nó nổi lên là một cái điểm rất là quan trọng trong cái khu vực này. Và Singapore có những cái hải cảng trung chuyển cũng cực kỳ quan trọng, rất là sầm uất. Người ta thấy rằng nếu như mà họ không chơi thân với Trung Quốc thì cái vùng mà hải cảng của Singapore là một điều rất là quan trọng. Thì đối với Việt Nam cũng vậy, Việt Nam cũng sẽ hứa hẹn có những rất là nhiều các hải cảng, và hiện giờ thì Việt Nam là trỗi lên như là một cái công xưởng của thế giới khi mà phải san sẻ những cái chiến lược trong cái chương trình của các cái nước á, họ muốn là gọi là đa dạng hóa về cái chuỗi cung ứng, chắc chắn là họ sẽ đầu tư Việt Nam, và những cái biển đảo ở Việt Nam hứa hẹn trong thời gian tới cũng sẽ cùng với Singapore để mà phát triển. Thì đối với Singapore đi nữa, ông Lý Hiển Long trong thời gian hôm ngày 3 tháng 8 vừa qua cũng đã cho cái ý kiến rằng á, tại cái diễn đàn an ninh Aspen thì cũng có nói rằng ông tao lo ngại và bày tỏ quan ngại trước cái tình hình quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc đang xấu đi. Tức nghĩa rằng ngay cả Singapore, mặc dù là Singapore phát triển có quan hệ rất thân với Hoa Kỳ, nhưng mà Singapore cũng muốn thân với Trung Quốc, cũng muốn làm ăn với Trung Quốc theo cái kiểu là nếu mà những người mà họ chống cộng có khi họ nói là Singapore cũng đu dây đó, nhưng mà thực tế là Singapore nó đu dây nhưng mà dân của nó hiện giờ chúng ta thấy là 58.000 Mỹ kim, thậm chí có năm họ 61.000 Mỹ kim một năm tính ra đầu người, họ rất là cao, dân của họ rất là giàu. Và ông Lý Hiển Long thì nói rằng là tuy nhiên thì ông và theo ông á, thì hai cái cường quốc này đó đã điều sai hết khi mà họ cho rằng á, mình sẽ thắng trong cái cuộc xung đột, hoặc là Hoa Kỳ không đang ở trên cái đà mà nó sẽ đi xuống giống như là Bắc Kinh họ đang nghĩ, hay là ngay cả Bắc Kinh đó họ cũng sẽ không có biến mất như là mà như mà giống như Liên Xô biến mất trong thời gian trước đây, Hoa Kỳ cũng đừng bao giờ nghĩ như vậy. Tức là ông Lý Long đặt ra vấn đề các anh mà đề hai nước này mà muốn tiêu diệt nhau không bao giờ có chuyện đó, Mỹ cũng sẽ không bao giờ tiêu diệt được Trung Quốc đâu, không có thể mà đập đổ cái cộng sản của Trung Quốc giống như là một cái chương trình mà mấy anh tính rằng đập đổ cái đảng cộng sản Liên Xô, hoặc là ngay cả Liên Xô thì ngay cả Mỹ, Trung Quốc thì Trung Quốc nói rằng bây giờ ta phát triển rất là mạnh, và có thể là Mỹ bây giờ nó chỉ là thối trào rồi, Mỹ sẽ tụt dốc, Mỹ sẽ không còn cái vị trí nữa, thì những cái điều như vậy cũng là mơ tưởng luôn. Tức là ông Lý Hưng Long nói rằng sao, quan hệ giữa hai nước phải là tương sinh, các anh không thể nào mà tương khắc với nhau được, tương khắc với nhau á thì nó không có đúng. Nhưng mà có lẽ là ông Lý Hưng Long cũng không có hiểu rõ về cái quan hệ giữa Việt Mỹ trong cái thời của Đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ là cái gì? Đảng Dân Chủ là họ thừa biết cái điều này, họ thừa biết rằng họ phải chống, họ phải lên tiếng Trung Quốc, họ phải đánh những cái đòn gió để biểu diễn cho dân Mỹ thôi, hoặc là do những cái dân Mỹ màu, những cái dân Mỹ mà họ ghét Trung Cộng để mà
họ thỏa mãn cái lòng tự ái của họ để mà lên dây cót tinh thần họ thôi, chứ thực chất là gì, Mỹ vẫn quan hệ với Trung Quốc, Mỹ vẫn lún sâu vào cái thị trường Trung Quốc, bởi vì sao, nó có quá nhiều các quyền lợi đó, đó. Và chúng ta thấy rằng dưới thời ông Joe Biden đó, nếu mà trong 4 năm nữa mà cái doanh số bán hàng của Trung Quốc vào thị trường Hoa Kỳ mà tăng cao, hoặc là Hoa Kỳ có hàng loạt những cái biện pháp để tháo gỡ cho những cái vướng mắc mà những cái trái bom mìn á, mà ông Trump cài đặt lại đó, thì bây giờ đảng Dân Chủ họ sẽ tháo dần. Ví dụ như là thời gian vừa qua khi mà ông Trump cấm những cái mạng xã hội, những cái nền tảng đó giống như là TikTok hay là nhiều cái nền tảng khác, thì bây giờ ông Joe Biden đã tháo ra rồi. Rồi hiện giờ đó, dưới thời ông Trump thì ông Trump muốn đánh hứa quen và đã bắt cái bà mà mạnh mạnh quân á, ở bên là chủ tịch về cái mảng tài chính của các công ty hứa quen, là con của ông tỷ phú đó, thì chúng ta thấy rõ ràng ở bên lúc đã từng ép là ở phía bên Canada nên bắt và chuyển giao về Hoa Kỳ, và Canada bắt từ năm 2018, nhưng mà đến ngày hôm nay Canada thì hiện giờ ngày hôm qua là cái ngày đầu tiên để mà đem xét xử đầu tiên, thì rất có thể là cái vụ án nó sẽ xét xử trong vòng 2-3 tuần. Nhưng mà người ta nhận định rằng rất có thể là chính quyền của ông Joe Biden nó sẽ không có làm áp lực nặng giống như thợ ông Trump trong cái việc mà phải đòi hỏi đưa bà mạnh quân đó qua Hoa Kỳ để mà xử. Và rất có thể đây là cái ngòi nổ được tháo đầu tiên để mà giải dây cho bà mạnh quân. Thì những cái điều đó cũng là một thuyết âm mưu, chúng ta phải chờ đợi coi cái phiên tòa nó giải quyết nó có đúng như vậy hay không. Và nếu nói sâu hơn nữa thì có lẽ là chính quyền của đảng Dân Chủ họ sẽ tháo gỡ bằng cách làm không có phạt thuế nhiều hơn. Ví dụ là một năm trước thì Hoa Kỳ cũng đã gỡ cái lệnh mà gọi là Trung Quốc phá giá tiền tệ, rồi bây giờ những cái mặt hàng nào người ta sẽ tháo ra hạ lệ xuất hạ 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 cái tiền thuế xuống. Trong khi trước đó thì ông Trump đã hù rất là dọa rất là nhiều, ông ta còn nói về cái việc phải phạt thuế nặng hơn nữa, lên tới 500 tỷ hàng hóa, rồi giờ nâng lên tới 25% đủ thứ chuyện hết. Và thực tế ông ta cũng đã làm trong một nhóm những cái hàng hóa rồi. Rồi bây giờ những cái chương trình giống như là những cái viện Khổng Tử cũng sẽ từ từ sẽ được khôi phục lại. Thì điều này là chống Trung Quốc là chống cái gì? Đảng Dân Chủ chống cái gì? Không có chống cái gì cả. Đảng Dân Chủ đó là cái đảng hợp tác với Trung Quốc và làm ăn với Trung Quốc. Còn những cái vấn đề ở trong Biển Đông này đó thì cũng chỉ là cái gì, mấy anh chỉ giữ cho chúng tôi có cái đường đi qua lại như vậy được rồi, hàng hóa chúng tôi tàu bè chúng tôi đừng có mà xâm phạm là được rồi, còn mấy anh đấm đá gì nhau thì kệ đi, đừng có mong rằng là Hoa Kỳ họ ra tay ra chân như trong khu vực này. Ngay cả cái vấn đề mà họ có viện trợ cho Việt Nam thì đúng đúng là cái vị trí của Việt Nam nó quan trọng trong vấn đề làm ăn, quan trọng trong vấn đề mà họ cũng muốn, mặc dù là họ làm ăn với Trung Quốc nhưng mà họ cũng muốn có một sự kiềm chế Trung Quốc. Thì dĩ nhiên rồi, lúc nào không phải hết, và họ để Việt Nam phát triển lên mạnh đó, thì nó sẽ tốt rất là nhiều trong cái khu vực, bởi vì họ sẽ dễ mà thỏa thuận với Trung Quốc trong rất là nhiều các vấn đề. Bây giờ tôi mua hàng của anh không được, tôi mua hàng của Việt Nam, hoặc là tôi có thể là mấy anh làm căng quá tôi phạt thuế mấy anh, nhưng mà tôi vẫn không có giải cái chuỗi cung ứng bởi vì tôi có Việt Nam, hoặc là Việt Nam như vậy thì tôi cũng sẽ mua Trung Quốc, tôi sẽ phạt Việt Nam. Thì họ là con dao hai lưỡi, và hồi trước tới giờ Mỹ á, là cái quyền lợi là quan trọng nhất, lúc nào cũng vậy hết. Cho nên nói rằng là để mà dựa vào dựa này dựa kia thì rõ ràng Việt Nam không có dựa. Việt Nam đã nói rất là rõ ngay từ đầu rằng là không có bao giờ mà hợp tác với nước này để mà đối chọi với nước kia, và cũng không có cái việc mà đồng minh với nước này nước kia nọ hết. Đó là cái điều rất là rõ ràng, cái chính sách 3-0 của Việt Nam nó nói rất là rõ. Ví dụ như nói rằng trong cái thời gian tới đó, Việt Nam sẽ triển khai nhiều hoạt động ngoại giao và trao đổi. Thì chúng tôi hoan nghênh lãnh đạo tất cả các nước, trong đó có Mỹ, đến thăm Việt Nam. Đó là cái lời nói rất là rõ của bà, coi như là bà Lê Thị Thu Hằng. Và chúng ta thấy rằng đó, bà ngay cả cái hãng thông tấn AP, người thì nói rằng cái bà Harris đang thăm Việt Nam, sang thăm Việt Nam. Đây là một cái bà nữ tổng thống đầu tiên, nữ phó tổng thống đầu tiên sang thăm. Và đây cũng là một cái thông điệp rất có thể rằng đó là phía Mỹ cũng nói rằng là thứ nhất là chứng minh rằng là ông tổng thống không có đủ sức khỏe để đi, cái thứ hai là cho Việt Nam biết rằng đây có thể là một tổng thống trong tương lai, thì tiếp xúc với bà này thì cũng tốt thôi, bởi vì đó là một người sẽ có quyền lực trong tương lai. Và coi như là đây là một nữ tổng thống đầu tiên, thì nữ tổng thống đầu tiên đúng rồi, hồi trước giờ đâu có nữ tổng thống nào mà đi như vậy đâu, toàn là tổng thống không à,
chúng ta thấy rằng thời ông Bush, ông Clinton, rồi ông Obama, rồi ông Trump thì bốn tổng thống liên tục. Và trước đó nửa năm trước năm 1975 chúng ta thấy cũng là có tổng thống đến Việt Nam chứ không có mà cái vai trò của phó tổng thống. Thì phó tổng thống đi ra nước ngoài như vậy thì đây là cái điều gì, người ta nói rằng cái kiểu gà mái đá gà cồ, theo cái kiểu rằng đang bị tím quyền, tức là ông tổng thống đó là chỉ là tổng thống ngồi đó vậy thôi, theo kiểu ngoại triều không thể làm gì được, không có đi đâu được. Và chưa bao giờ người ta thấy rằng cái vị trí của một người phó tổng thống mà đi ngang hàng cái tổng thống, thậm chí có lúc là bà Harris còn đi trước ông Obama nữa, mặc dù về hình thức thôi, nhưng mà người ta thấy rằng những cái điều đó không thể chấp nhận được, nhất là những người bảo thủ tại Hoa Kỳ thì người ta rất là tối kỵ những cái điều đó. Chúng tôi bầu là bầu cái ông đó làm tổng thống, đâu phải là bầu chị đâu, nhưng mà đối với trong con mắt của đảng Dân Chủ thì họ có thể làm bất cứ chuyện gì. Còn cử tri là cái gì? Cử tri là đang bị lừa mị hết. Và tất cả những cái vấn đề mà nó bất cập trong cái vấn đề dân chủ, nhân quyền, nó lộ ra trong cái kỳ bầu cử, nó đã chứng minh được tất cả những cái điều đó. Và chúng ta thấy rằng Việt Nam, bà Thu Hằng cũng nhấn mạnh rất là rõ rằng Việt Nam nhất quán với cái đường lối là đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và đẩy mạnh cái việc đưa quan hệ các nước đối tác, đặc biệt là các đối tác quan trọng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Việt Nam không đi với nước này để chống lại nước khác. Đây là một câu trả lời rất là rõ ràng, và trong cái cuộc họp báo đó để cho thấy rằng Việt Nam không có ngã về cái nước nào hết. Và đối với những cái nước mà gọi là quan trọng đó thì phải coi như đi vào chiều sâu và có hiệu quả và đồng thời phải bền vững. Ví dụ bây giờ nói rằng đối với Trung Quốc thì Trung Quốc có nhiều cái cũng gây hấn, có nhiều cái cũng làm rất là bực mình chứ. Trong cái hồ sơ đối với Viễn Đông thì dĩ nhiên rằng ai cũng sôi sục hết, nhất là những cái trường hợp mà như cái tàu 981 đi vào, rồi những cái giàn khoan họ bắt nạt trong cái khu vực, họ bắt những cái ngư dân của Việt Nam, họ làm đủ cái chuyện. Nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy từng bước nó cũng đã giải quyết, từng bước, nhưng mà hiện trường á, tại cái Trường Sa thì như thế nào? Rõ ràng là Việt Nam đang nắm giữ rất là nhiều. Ví dụ như thời gian vừa qua thì tố cáo rằng Trung Quốc cơi nới xây dựng trên đó, nhưng mà chính Mỹ cũng là tố cáo Việt Nam cũng cơi nới ở trên những cái biển đảo trên Trường Sa, nhưng mà những sự cơi nới của Việt Nam đó thì không ai nói hết, người ta thấy rằng giống như là cái chuyện bình thường. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được rằng là trong cái điều kiện đó thì Trung Quốc họ làm mình cũng làm, và Trung Quốc họ củng cố mình cũng củng cố, mình cũng âm thầm mình làm như vậy. Và chính mình làm như vậy là cái gì? Vừa quan hệ với anh, vừa hợp tác, vừa ngoại giao, nhưng mà những gì anh củng cố anh bảo vệ, tôi cũng phải bảo vệ cho tôi. Những cái điều này tôi cho thấy rằng nó độc lập chứ, nó tự chủ, và quan hệ với Mỹ càng lúc càng sâu hơn, càng cho thấy rằng Việt Nam độc lập hơn, bởi vì Việt Nam không có sợ Trung Quốc. Giống như những cái sự mà người ta tố cáo rằng Việt Nam rất là ngại Trung Quốc, là quan thầy Trung Quốc dạy sao làm như vậy, rồi lệ thuộc Trung Quốc đến 70-80% về kinh tế. Cái vụ 70-80% là cái vụ rất là tầm bậy rồi, chúng ta sẽ có một cái clip xa riêng để mà nói về vấn đề đó. Nhưng mà cho thấy rằng những cái thời gian sau này đó thì cái quan hệ giữa các nước càng lúc Việt Nam đi á, được nhiều cái dư luận thế giới người ta đánh giá rằng nó đúng và nó phù hợp trong cái sự phát triển chung, và trong cái thế độc lập càng lúc càng được nâng cao. Và nếu mà dựa theo một cái đất nước nào, nếu mà nói về Hàn Quốc á, hay là ngay cả Nhật Bản đi, bây giờ Nhật Bản cũng phải quan hệ với Trung Quốc, ngay cả Đại Hàn họ cũng phải quan hệ với Trung Quốc. Bây giờ thì trước cái chuỗi cung ứng về cái chất bán dẫn, người ta thấy rất là rõ là cái khủng hoảng đó ngày nay cũng không giải quyết được. Mặc dù là Singapore cũng là một cái nước sản xuất, ngay cả Đài Loan cũng là nước sản xuất, nhưng mà cái nguồn đó nó từ đâu, và cái vai trò của Trung Quốc khi mà họ họ bị cái vấn đề một chút thì cái chất bán dẫn ảnh hưởng liền, ảnh hưởng tới ngành công nghiệp xe hơi, ảnh hưởng đến những cái ngành công nghiệp về các cái điện tử sinh hoạt, điện tử tiêu dùng đó, rất là nhiều thứ. Thì nói về rất là nhiều các vấn đề kinh tế, nó sẽ cho thấy rằng thế giới này không thể tồn tại mà không có vị trí của Trung Quốc nữa. Và giống như ông Lý Yên Long nói rằng là nếu mà muốn đập đổ Trung Quốc để mà cho Trung Quốc nó tan rã giống như mà Liên Xô trước kia là một cái điều hoang tưởng, điều không bao giờ có. Đó là cái điều mà chúng ta muốn trao đổi ngày hôm nay. Rất là cảm ơn quý vị, và có thể kết luận rằng chuyến đi của bà Harris không là cái gì hết, chỉ là nối tiếp theo những cái quan hệ mà Việt Nam với Hoa Kỳ đã cam kết với nhau, và một điều đó cho thấy rằng cái phát triển quan hệ hai nước nó càng lúc càng đi chiều sâu hơn, và củng cố lại các cái cam kết đã có trước đó, và những
cái hợp tác mới trong một số các cái lĩnh vực đi vào chiều sâu hơn thôi, chứ cũng không có cái gì đặc biệt lắm theo cái kiểu rằng là sẽ nâng tầm lên làm dữ dằn. Mà một điều người ta nghĩ rằng trong cái chuyến đi này, thường các cái tổng thống của Hoa Kỳ đó, các nguyên thủ Hoa Kỳ mà đến nước này nước kia thì thường có mang theo một cái món quà chẳng hạn. Thí dụ như ông tổng thống đến thì nói rằng là hứa hẹn sẽ tặng cho một chiếc tàu cảnh sát biển, rồi ông này thì nói ông ủng hộ để tặng nhầm mười mấy tỷ, mười mấy triệu để mà xây dựng cái gì đó, ủng hộ lực lượng nước kia. Thì bà Kamala Harris trong cái quá trình mà đi đến đây thì cũng có rất có thể làm sẽ hứa hẹn hoặc là đi kèm theo một cái gói quà rằng một vài các cái triệu liều gì đó vaccine để mà cung cấp cho Việt Nam, hoặc là đại loại giống như vậy. Thì cuối cùng nó cũng chỉ dừng lại như thế thôi, và đó là cái điều mà chúng ta muốn trao đổi ngày hôm nay. Rất là cảm ơn quý vị, xin kính chào.